Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 1, chúng tôi sẽ mời các bạn quay trở lại để thăm những chiếc tiêm kích được coi là những viên gạch đầu tiên trong chương trình hiện đại hóa không quân Việt Nam. Đó là mẫu tiêm kích đa năng Su-27SK-UBK, mẫu máy bay được quân chủng phòng không quân lựa chọn để làm chiến đấu cơ thế hệ mới trong chương trình hiện đại hóa không quân ngay sau khi Liên Xô tan rã. Vậy, hôm nay có điều gì mới để nói về Su-27 đây? Khi mẫu máy bay này đã được đề cập không ít lần trên truyền thông, không còn gì để mà giấu giếm. Mà trong thời gian gần đây, Việt Nam Defense thi thoảng cũng đảo qua về Su-27 trong các chủ đề khác nhau. Vâng, thưa các bạn, tham số kỹ thuật, vũ khí, tiềm năng nâng cấp, nói cả rồi, nhưng có một điều mà chúng ta chưa nói, chính xác là chưa thể khẳng định được, đó là cấu hình trang bị điện tử trên Su-27SK-UBK xuất khẩu cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Cần phải rõ ràng điều này, phiên bản xuất khẩu luôn có sự khác biệt so với phiên bản sản xuất cho không quân Nga và phiên bản xuất khẩu của mỗi quốc gia cũng khác nhau. Cùng một chiếc Su-30 xuất khẩu cho Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, nhìn bề ngoài thì như nhau nhưng bên trong khác nhau hoàn toàn, đặc biệt là nằm ở hệ thống radar điều khiển hỏa lực. Thông thường, để không bị đối phương nắm bắt, khi họ có thể cùng mua một loại vũ khí như mình, các bên có thể sẽ làm việc với nhà cung cấp để tùy chỉnh các trang bị sao cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của mình. Ví dụ điển hình là dự án tàu ngầm Kilo 636, cần biết rằng trước khi Việt Nam ký hợp đồng kỷ lục nhập khẩu 6 chiếc Kilo vào năm 2007, thì Trung Quốc đã mua các tàu ngầm Kilo từ năm 1994 với phiên bản cũ 877EKM. Và từ năm 1996, họ đặt bút ký hợp đồng mua một phát 10 tàu ngầm Kilo đề án 636 hiện đại hơn, họ nhận chiếc cuối cùng vào năm 2006. Nói thẳng thắn, có sự lo ngại nhất định về việc Trung Quốc đã có trong tay tàu ngầm Kilo 636 từ trước cả khi Việt Nam trang bị đến 10 năm. Chừng đó thời gian là đủ để họ nghiên cứu, tìm hiểu về con tàu, một mặt để áp dụng cho các chương trình cải tiến tàu ngầm nội địa, mặt khác cũng có thể tìm hiểu các điểm yếu trên con tàu và tìm đối sách ứng phó với các đối thủ cũng sử dụng chung loại trang bị này trên thế giới, mà ở đây lại chính là Hải quân Việt Nam. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, thực tế, việc ta mua sau cũng có lợi ích không nhỏ khi mà ta có thể yêu cầu nhà sản xuất tinh chỉnh các trang bị trên tàu, thậm chí là sâu bên trong thiết kế của tàu, làm sao để chúng hiện đại hơn phiên bản đã xuất khẩu cho Trung Quốc hay các nước khác. Mà theo một thông tin từ tạp chí Kỹ thuật và Trang bị, cả Kilo của Việt Nam và Trung Quốc đều trang bị hệ thống sonar thủy âm MGK-400, nhưng phiên bản của Việt Nam hiện đại hơn, mang tính khắc phục nhiều điểm yếu của đời đầu cũng như bổ sung thêm tính năng. Với không quân, có một điều cũng cần phải lưu tâm rằng ngay sau khi Trung Quốc nhập khẩu Su-27-30 thì chúng ta cũng thực hiện các hợp đồng tương tự sau đó có vài năm. Mà theo một số đánh giá thì phiên bản Su-30 MK2 của Việt Nam hiện đại hơn so với Su-30 MKK của không quân Trung Quốc. Hiện đại hơn ở điểm nào, cụ thể ở chi tiết nào thì không có thông tin. Quả thật, không tự dưng mà tìm hiểu bao năm, chưa bao giờ được biết tới Su-30 MK2 xuất khẩu cho Việt Nam được trang bị loại radar điều khiển hỏa lực nào. Đó là một trong các thành phần quan trọng nhất của hệ thống chỉ huy hỏa lực. Tên lửa bắn xa bao nhiêu đi nữa thì trước hết cần phải có một cụm radar mạnh, có tầm chính xác xa, có khả năng phát hiện, theo dõi nhiều loại mục tiêu phải không ạ? Tương tự, với Su-27SK-UBK cũng vậy, những chiếc Su-27 đầu tiên tới với Trung Quốc vào tháng 2 năm 1991, vài năm sau thì chúng cũng cập bến Việt Nam. Tuy nhiên, suốt chừng ấy thời gian, gần 30 năm tung cánh trên bầu trời Việt Nam, hầu như không ai biết rõ được rốt cuộc cấu hình trang bị điện tử của Su-27 Việt Nam là như thế nào. Mãi cho tới tận hôm nay, khi mà số máy bay Su-27SK-UBK đã trải qua hơn nửa tuổi thọ của nó, rốt cuộc bí ẩn này mới được giải mã. Rốt cuộc, chúng tôi đã tìm được một vài thông tin về cấu hình điện tử của Su-27SK-UBK trong một bài nghiên cứu của nhóm tác giả tới từ nhà máy A32 và Học viện Kỹ thuật Quân sự được đăng tải trong số ra 277 tháng 10 năm 2023 của tạp chí Kỹ thuật và Trang bị. Sau đây, mời các bạn nghe một vài thông tin về trang bị radar của Su-27 mà phải mất gần 30 năm mới được phép công khai trong bài viết có tựa đề Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị, dụng cụ chỉnh bia cho máy bay Su-27SK và Su-27UBK. Bài viết có đoạn: trước nhu cầu thực tế của nhà máy cũng như nhu cầu của ngành kỹ thuật không quân, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu cấu tạo, chức năng của các trang bị, dụng cụ chỉnh bia máy bay Su-27SK và Su-27UBK, nghiên cứu nội dung và các biện pháp tiến hành chỉnh bia theo hướng dẫn sử dụng. Đồng thời, nghiên cứu các tài liệu tham mưu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng đi kèm máy bay Su-27SK và Su-27UBK hiện có. Tập trung chủ yếu vào nghiên cứu các hệ thống liên quan như
hệ thống ngắm bắn bằng radar quang điện tử OEPS-27 tổ hợp 31E, hệ thống ngắm bắn bằng radar vô tuyến RRPK-27E với cụm radar xung Doppler phát hiện theo dõi và khóa mục tiêu N001E, hệ thống hiển thị đồng nhất với màn hình hiển thị thông tin ngắm bắn, lái, dẫn đường IAS-31, thiết bị chụp ảnh kiểm tra PHKP-EU của hệ thống kiểm tra khách quan XOKB, tổ hợp lái dẫn đường PNK-27, vũ khí pháo cố định 9A-407K, định danh của Tổng cục Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng Nga dành cho khẩu pháo hàng không tự động cao tốc GSH-31, vũ khí bom và tên lửa không điều khiển treo dưới đá treo tổng hợp và vũ khí tên lửa có điều khiển treo dưới bệ APU-470. Theo nguồn tài liệu mà chúng tôi có được, cả hai phiên bản Su-27SK loại 1 chỗ ngồi và Su-27UBK loại 2 chỗ ngồi của Việt Nam đều sử dụng chung cấu hình trang bị như trên. Chỉ khác một chút, phiên bản Su-27UBK trang bị hệ thống hiển thị đồng nhất khác mẫu mã so với phiên bản SK. Như vậy là, sau gần 30 năm, rốt cuộc đã có câu trả lời cho các hệ thống trinh sát ngắm bắn quan trọng nhất trên máy bay tiêm kích Su-27SK-UBK xuất khẩu cho Việt Nam, đó là tổ hợp radar vô tuyến RRPK-27E với cụm radar xung Doppler N001E phiên bản xuất khẩu của phiên bản nội địa N001 trang bị cho tiêm kích Su-27 của Không quân Nga Sô. Rất tiếc, một lần nữa, chúng tôi không thể tìm thấy trên các tài liệu của Nga về tham số cụ thể của phiên bản radar N001E, cho nên xin gửi tới các bạn tham số của bản nội địa. Theo các tài liệu của Nga, radar là một trong những trọng tâm đầu tư trên Su-27 khi mà Bộ Quốc phòng Liên Xô yêu cầu một loại radar mạnh nhất có thể, có khả năng giao chiến với nhiều mục tiêu, phát hiện và theo dõi các máy bay ném bom từ khoảng cách 200 km, và quan trọng là phải vượt xa tầm chính xác của radar trên tiêm kích hạng nặng F-15 đối thủ của Su-27. Tuy nhiên, do các giới hạn về công nghệ vi điện tử thời bấy giờ, rốt cuộc nhà phát triển đã sử dụng một số thành tố công nghệ từ radar N019 Topa của chương trình B-29. Mà kết quả là thiết kế radar N001 chia sẻ bộ vi xử lý tín hiệu số TS-100 với N019 Topa đạt tầm chính xác 80-100 km với mục tiêu có diện tích phản xạ vô tuyến 3m² lên tới 140 km với mục tiêu máy bay ném bom cỡ lớn. Trong khi cự ly theo dõi với mục tiêu diện tích phản xạ 3m² chỉ là 65 km, bộ vi xử lý của N001 cũng chỉ có thể theo dõi cùng lúc 10 mục tiêu và hỗ trợ điều khiển tên lửa dẫn đường hạ một mục tiêu trong số đó. Cũng do các giới hạn của radar N001 mà Su-27SK-UBK chỉ có khả năng triển khai các tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động R-27 mà chưa thể hỗ trợ các tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động RVVAE phiên bản xuất khẩu của đạn R-77. Theo một số nguồn tin Nga, 24 chiếc Su-27 đầu tiên bán cho Trung Quốc vào đầu thập niên 90 cũng chỉ trang bị tới radar N001E. Tuy nhiên, từ đợt thứ hai trở đi, Su-27SK-UBK của Trung Quốc đã được trang bị phiên bản cải tiến N001P cho phép dẫn tên lửa hạ hai mục tiêu cùng lúc. Ngoài radar vô tuyến, trên Su-27SK-UBK xuất khẩu cho Việt Nam còn được trang bị tổ hợp radar quang điện tử OEPS-27, đó chính là khối kính nằm ở ngay trước kính chắn gió buồng lái. Chúng tôi hay dịch là tổ hợp trinh sát quang điện tử, tuy nhiên hôm nay mới được biết là quân đội ta gọi nó là radar quang. Theo các tài liệu từ phía Nga, OEPS-27 bao gồm trạm định vị quang học OLS-27 và hệ thống chỉ thị mục tiêu gắn trên mũ bay. Trong đó, trạm OLS-27 là sự kết hợp giữa công cụ tìm nguồn nhiệt và công cụ đo cự ly bằng laser được sử dụng để tìm kiếm, theo dõi mục tiêu trên không ở bán cầu trước bằng cách theo dấu bức xạ nhiệt và đo phạm vi tới mục tiêu bằng chùm tia laser. Hệ thống này có thể kết nối với radar vô tuyến hoặc sử dụng độc lập cho hoạt động tấn công bất ngờ bằng tên lửa hồng ngoại như R-73E và R-27T. Thậm chí, theo một số đánh giá hiện nay, tổ hợp radar quang có khả năng phát hiện bức xạ nhiệt từ máy bay tàng hình như F-22, F-35 từ khoảng cách vài chục km. Mặc dù F-22 và F-35 có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar đối không, nhưng chúng vẫn phát ra bức xạ nhiệt khi động cơ hoạt động. Qua đó, cho phép sử dụng các tên lửa tầm nhiệt như R-73E và R-27T1 thực hiện đòn tấn công mà đối phương không hề hay biết. Trong đó, R-27T1 là phiên bản của tên lửa không đối không tập trung R-27 nhưng sử dụng đầu dò hồng ngoại với cự ly bắn tối đa tới 80 km. Dĩ nhiên, những điều mà chúng tôi nói về tham số chỉ là các thông tin lý thuyết rất cơ bản để chúng ta nắm bắt được vài vấn đề cốt yếu, còn không thể phản ánh hết tính năng tác chiến của Su-27.
Bởi vì nếu cứ đem so về tính năng thì đáng lẽ ra không quân Việt Nam đã thua chồng vó từ thời kháng chiến chống Mỹ. Khi mà so về tính năng thì MiG-17, MiG-21 của ta luôn kém hơn nhiều về mặt tham số radar, vũ khí so với chiến đấu cơ F-4 của Mỹ. Điều này đã được chính các phi công của ta sau này thừa nhận, so sánh giữa F-4 và MiG-21 thì F-4 mạnh hơn nhiều, mạnh hơn về mọi mặt. Chỉ tiếc là thời đó, ta không có loại máy bay nào tương đương F-4, nếu không thì. Do vậy, nếu đã đánh giá trên lý thuyết, thì radar của Su-27SK-UBK có những vấn đề của nó mà các tổng kết sau khi Liên Xô tan rã cho rằng N-001 có bộ vi xử lý tương đối cũ, tồn tại nhiều điểm mù khi tác chiến. Do đó, khi ở Nga, khi tiến hành hiện đại hóa Su-27 vào thập niên 2000, họ đã tiến hành nâng cấp mới đài radar cho dòng máy bay này. Ví dụ như với chương trình Su-27SM, họ đã trang bị cho nó đài N-001 VEP, trang bị bộ vi xử lý thế hệ mới, cho phép theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc, đồng thời hỗ trợ điều khiển tên lửa hạ 4 mục tiêu trên không nguy hiểm nhất. Ngoài ra, tầm chính xác với mục tiêu máy bay tiêm kích tăng lên 150 km, với máy bay ném bom lên tới 300 km. Radar mới cũng góp phần hỗ trợ dẫn bắn cho các tên lửa hành trình như Kha-31, Kha-35. Theo các nguồn từ Nga, N-001 VEP được trang bị cho các phiên bản xuất khẩu như Su-30 MK2, nhưng đó là công bố như vậy, còn Su-30 của nước mình xài loại nào thì tới nay cũng không rõ. Cũng nói thêm, phiên bản Su-30 MKK của Không quân Trung Quốc được trang bị mẫu cải tiến N-001 VE thay mới bộ vi xử lý, cho phép dẫn tên lửa hạ 2 mục tiêu cùng lúc trong khi theo dõi 10 mục tiêu bằng tên lửa tầm trung chủ động RVVAE. Hiện nay, nếu khách hàng có nhu cầu cũng có thể nghiên cứu trang bị mới radar N-001 VEP cộng PERO, phiên bản mới nhất của họ radar N-001 MEC, được trang bị anten mạng pha bị động PERO, tăng cự ly chính xác mục tiêu tiêm kích lên 190 km, có thể dẫn đường cho tên lửa hạ 6 mục tiêu cùng lúc trên không hoặc 4 mục tiêu trên mặt đất. Không biết là các máy bay Su-27SK-UBK của Việt Nam sau đại tu tăng hạng ở A-32 cũng như một vài chiếc được gửi sang Belarus có được độ chế gì ở phần radar không nhỉ? Hy vọng là sẽ có, chỉ mỗi việc cải tiến hệ thống radar thôi, Su-27 của Việt Nam cũng đạt được khả năng chiến đấu tiệm cận Su-30 rồi. Cần lưu ý một lần nữa rằng, do giới hạn về radar của Su-27 khiến các phiên bản khi đó không thể sử dụng các vũ khí đối đất, đối hải, chính xác cao. Tức là ngoài vũ khí không đối không có điều khiển, Su-27SK-UBK của ta hiện nay chỉ có thể triển khai các loại bom, rocket đối đất không điều khiển, không thể sử dụng tên lửa không đối đất hay tên lửa hành trình chống hạm. Nhưng thôi thì, bao giờ người ta cho biết thì sẽ biết thôi. Gần 30 năm mới được rõ cấu hình điện tử của Su-27 mua năm 1995 thì chờ đủ 35 năm cũng không phải là quá xa xôi, các bạn nhỉ?